Vâng, em xin chào các anh nhá. Để hôm nay tiếp tục em có một cái con máy giải mã kiêm công suất của Onkyo đời cực cao, hàng đẹp cho bác nào cần hàng đẹp nhá. Đây là con Onkyo FRX9 đời cao nhất DX. Đấy. Cái hàng về thì đây vỏ máy cũng còn rất là đẹp. Đấy. Rất ít xước sát nhá. Những con hàng bãi trong đô về mà được đẹp như này là cực kỳ ít luôn. Bác nào mà cần con hàng đẹp, đẹp xuất sắc thì lấy những con này nhá, FRX9. Đấy. Còn cửa FRX9 với công suất max của máy là 55W, điện 100V. Made in Japan. Đây, để kết nối với điện thoại máy tính mình ấn nút input chuyển sang đường line nhé. Ngoài cái đường line nó sẽ có đường CR, đường tape, là các cái đường mình có thể kết nối điện thoại máy tính được. Tuy nhiên thì đường line là đường dễ kết nối nhất, thì em cứ chỉ cho các bác nhé. Đây, bác cắm dây vào đường này này, à, sau đó mình ấn chuyển input sang đường này sẽ có tiếng ra. À, sau đó thì mình tao nhỏ ở đây là xong thôi, đơn giản nha các bác nhé. Ngoài cái chức năng là kết nối điện thoại máy tính để phát nhạc từ điện thoại máy tính ra và làm công suất, thì con này có thể làm giải mã con AV được các bác nhé. À, để làm giải mã con AV thì các bác ấn input này, chuyển máy sang đường quang nhé, chỉ input sang đường quang, cắm dây quang vào đây. Và có một cái dây AV mình sẽ out từ cái đường tape out này, là đường ở phía, ngay phía dưới này, mình đưa xuống âm đi to nhá. Sau khi đưa xong tín hiệu ra rồi thì là chúng ta sẽ phát nhá từ cái TV ra, nó sẽ có tiếng quang ra như này, rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Con X9 này thì bên em bán chủ yếu con X9 này thì bên em bán với giá là với giá là 1.290.000 và bán chủ yếu bao chạy công suất để về cắm điện thoại, cắm máy tính nghe nhạc. Còn cái CDMD thì lâu ngày rồi, mọi người về mọi người tự test nốt nhé. Ai có nhu cầu dùng CD thì tự kiểm tra nhé. Em bán bao chạy công suất và bao chạy tổng quan TV thôi. Đấy. Ở đây các bác thấy là em đã test là đường điện thoại và đường quang đều đang chạy này, công suất ra ok này. Đấy nhá, hai vế đều có tiếng này. Có tiếng cả hai bề nhá, có thấy không ạ? Đấy nhá. Đây. Thấy chưa? Đó. Công suất chạy ok này. Đấy. Đấy nhá, thì là con X9 này giá của nó là 1.290.000 đồng. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái con máy này thì alo em nhá. Điện thoại để đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nha các anh nhá. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em nhá. Vâng.